Thưa quý vị và các bạn thân mến, dịch COVID-19 ngày 18 tháng 2 đã có thêm 93 người chết ở tỉnh Hồ Bắc. Số ca tử vong toàn cầu đã tăng lên con số 1.873 người. Số ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc tính đến cuối ngày 17 tháng 2 là 1.807 ca và số ca tử vong mới là 93 ca. Trong khi đó, Mỹ đã sơ tán 300 công dân từ du thuyền bị cách ly ở Nhật Bản về nước. Số liệu cập nhật lúc 6 giờ sáng ngày 18 tháng 2 từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho thấy tính tới cuối ngày 17 tháng 2 có thêm 1.807 ca nhiễm mới và 93 ca tử vong mới trên toàn tỉnh Hồ Bắc vì dịch bệnh do virus corona chủng mới COVID-19. Trong đó, chỉ riêng tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc có 1.600 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong mới. Do vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc hiện là 59.989 ca và số tử vong là 1.789 ca. Trước đó một ngày, tỉnh này công bố có 1.933 ca nhiễm mới và 100 ca tử vong mới. Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC lúc 7 giờ 15 cho thấy tính đến cuối ngày 17 tháng 2, ở Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.860 ca tử vong do COVID-19, tăng 98 ca so với ngày trước. Trong khi đó, có 1.886 ca nhiễm mới trên toàn Trung Quốc đại lục, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 72.436 ca. Hơn 300 người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess về đến Mỹ. Hãng tin Reuters cho biết có 338 công dân Mỹ đã đến Mỹ và được cách ly ngày 17 tháng 2, sau 2 tuần bị kẹt lại trên du thuyền Diamond Princess neo đậu ở Yokohama, Nhật Bản. Trong số này, 14 người dương tính với virus corona chủng mới cũng được phép lên máy bay vào phút chót. Họ đã được cách ly tại một khu đặc biệt trên 2 chuyến bay do Mỹ thuê để chở tới một căn cứ quân sự Mỹ cách ly, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các bác sĩ ở Thượng Hải đang sử dụng phương pháp truyền huyết tương từ người nhiễm COVID-19 đã hồi phục để chữa trị cho những người đang nhiễm. Sau khi phát hiện các kháng thể trong huyết tương của họ có khả năng chống lại virus corona chủng mới, ông Lư Hồng Châu tại Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải tin tưởng rằng phương pháp này có thể rất hiệu quả. Hãng tin Reuters ngày 18 tháng 2 dẫn lời của tiến sĩ Max Brien, người đứng đầu chương trình các tình trạng khẩn cấp y tế Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bình luận đây là một cách tiếp cận rất có giá trị. Đây là một lĩnh vực khám phá rất quan trọng và tôi tin tưởng rằng họ đang bắt đầu các cuộc thử nghiệm ở Trung Quốc. Đây là một cách rất có giá trị để tìm ra cách chữa đặc biệt khi chúng ta không có vaccine và không có các thuốc đặc trị virus corona chủng mới. Ông Ren bình luận nhưng cho biết phải có sự tính toán thời gian chính xác để tăng cường tối đa hệ miễn dịch của người bệnh. Lo ngại dịch corona, hàng ngàn công nhân đình công yêu cầu cách ly chuyên gia Trung Quốc. Công nhân thuộc công ty may gấu bông GE ở Hà Nam đình công hôm 17 tháng 2 năm 2020 yêu cầu cách ly lao động Trung Quốc vì lo ngại dịch bệnh corona lây lan. Công nhân thuộc công ty may gấu bông GE Hà Nam đình công hôm 17 tháng 2 năm 2020 yêu cầu cách ly lao động Trung Quốc vì lo ngại dịch bệnh corona lây lan. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2020, khoảng 5.000 công nhân thuộc công ty may gấu bông GE Hà Nam đồng loạt đình công sang ngày thứ ba để yêu cầu cách ly những người Trung Quốc vừa về quê và trở lại làm việc hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 2. Một công nhân cho biết đây là những chuyên gia thường được cho về Trung Quốc nghỉ Tết một tháng. Họ về nước hôm 22 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp và ngày 15 tháng 2 trở lại công ty. Các công nhân may lo ngại có thể họ đã không cách ly đủ 14 ngày như quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Một công nhân giấu tên nói qua điện thoại như sau. Xin trích, có một toán đầu người Trung Quốc về trong năm trước Tết Nguyên đán và họ trở lại hôm mùng 6 Tết thì những người ấy không có biểu hiện gì. Nhưng mà những công nhân đang đình công là do những người về muộn hơn và trở lại hôm kia. Những công nhân này yêu cầu những người ấy không được lên xưởng tiếp xúc với công nhân là người Việt Nam.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho hay không có chuyện công nhân đình công do trong thời gian nghỉ và việc tập trung chỉ là làm rõ việc có người Trung Quốc làm việc hay không. Tuy nhiên, công nhân của công ty phủ nhận lời của cán bộ huyện, họ cho biết đã bắt đầu làm việc lại từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 thì bắt đầu đình công khi nhóm chuyên gia Trung Quốc thứ hai quay lại làm việc. Ngoài ra, công nhân cũng lên tiếng về trường hợp có công nhân bị cho thôi việc hôm thứ Bảy vì đình công yêu cầu cách ly người từ vùng dịch Trung Quốc và bữa ăn không hợp vệ sinh do xuất hiện ròi. Hiện chưa rõ vụ việc đã được chính quyền hay công nhân của công ty GAI Hà Nam giải quyết hay chưa. Tuy nhiên, các công nhân tuyên bố sẽ tiếp tục đình công đến khi nào yêu cầu của họ được đáp ứng. Cũng tại công ty có vốn Hàn Quốc này, hôm 31 tháng 1, các công nhân tiến hành đình công khi một kỹ thuật viên người Trung Quốc có biểu hiện lâm sàng của dịch COVID-19. Người này sau đó được cách ly, đưa đi xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus corona chủng mới. Bộ Lao động và Thương binh Xã hội hôm 13 tháng 2 cho biết 63 tỉnh thành của Việt Nam có khoảng 33.000 lao động Trung Quốc làm việc tại các địa phương đã được cấp phép lao động. Trong số này có hơn 26.000 người đã về nước ăn Tết. Theo Bộ, tính đến thời điểm này có khoảng 7.600 lao động Trung Quốc quay trở lại sau dịp Tết. Báo cáo nhanh của 41 địa phương cho biết hiện có 5.112 lao động Trung Quốc đang được cách ly theo dõi. Thế giới đang nín thở khi hàng nghìn người trên các du thuyền corona về nước. Hơn 3.000 hành khách trên 2 du thuyền có người nhiễm virus corona đang tỏa ra 40 quốc gia và gieo rắc nỗi sợ hãi về nguy cơ lây lan dịch bệnh chết người. Mỹ ngày 17 tháng 2 thông báo bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess ở ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản. Đã có 70 hành khách được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới COVID-19 trên du thuyền này vào cuối tuần qua. Canada, Hồng Kông và các nước khác cũng lên kế hoạch tương tự nhằm sơ tán hàng trăm công dân của họ. Ngày 15 tháng 2, một công dân Mỹ 83 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 tại Malaysia. Một ngày sau khi người phụ nữ này cùng với hơn 2.200 người khác được rời khỏi du thuyền Vesterdam ở Campuchia. Trước đó, Vesterdam đã cập cảng Campuchia sau khi bị 5 nơi khác từ chối vì do sợ nguy cơ lây lan của dịch coronavirus. Người phụ nữ này đã ở trên tàu và bị nhiễm virus trong vài ngày. Bà ấy có thể đã bị lây bệnh cho những người khác trên tàu và những người này bây giờ đã về nước. Stanley, giáo sư của Đại học Stanford và là người là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện ở đại học này cho biết, có một khả năng xảy ra là bất kỳ ai bị nhiễm virus và ủ bệnh cũng là có thể khởi đầu cho những chuỗi lây nhiễm ở bất kỳ nơi nào họ quay trở về, giáo sư Derek Sinkey cho biết thêm. Con số đáng báo động về những hành khách bị nhiễm virus trên du thuyền Diamond Princess chiếm tỷ lệ lớn nhất về số ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc và trường hợp mới bị phát hiện nhiễm virus trên du thuyền Vesterdam đã đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của việc kiểm soát virus trên các du thuyền. Mối lo ngại này đã khiến ngày càng nhiều nước châu Á ngăn không cho các tàu hạng sang nhập cảng, từ đó đe dọa tới doanh thu của các công ty vận hành du thuyền như Carnival hay Royal Caribbean. Các du thuyền có nguy cơ lây bệnh rất cao, giáo sư Jean Paul tại Đại học Hofstra ở New York nhận định. Mọi người di chuyển qua lại sử dụng chung hành lang, chạm vào tay các lan can nên rất dễ nhiễm dịch, giáo sư Rowise cho biết. Du thuyền Vesterdam từng mất 2 tuần lênh đênh trên biển trước khi được Campuchia đồng ý cho cập cảng hôm 13 tháng 2. Các hành khách được phép rời khỏi tàu ngay ngày hôm sau mà không bị cách ly. Khi đó, người phụ nữ, người Mỹ đã di chuyển tới Kuala Lumpur, Malaysia để đáp chuyến bay về nước. Nhưng không may, bà đã bị phát hiện nhiễm virus corona. Malaysia sau đó thông báo sẽ không cho phép bất kỳ hành khách nào trên du thuyền Vesterdam quá cảnh của nước này. Quyết định của Malaysia dẫn tới việc 3 chuyến bay đưa hành khách từ Campuchia đã bị hủy. Các chuyên gia y tế cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về trường hợp của du thuyền Vesterdam sau khi 1.454 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu được phép rời đi mà không bị cách ly.
Đúng vào thời điểm tổng số ca tử vong do dịch bệnh corona trên toàn thế giới đã lên tới 1.700 ca. Hầu hết các quốc gia đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản cũng đều thông báo kế hoạch cách ly những người này sau khi họ được đưa về nước. Theo giáo sư Direshinki và các chuyên gia y tế khác, các hành khách trên du thuyền Westerdam ít nhất cũng phải được giới chức y tế địa phương theo dõi và họ cũng phải tự cách ly. Thậm chí giới chức y tế của các nước cũng cần nhắc đến phương án xét nghiệm những hành khách trở về từ tàu này. Không cần phải tiếp xúc lâu với mới bị nhiễm bệnh, giáo sư Direshinki cho biết. Thời gian ủ bệnh của virus corona khoảng 2 tuần, gần bằng tổng quãng thời gian du thuyền Westerdam di chuyển trên biển sau khi rời Hồng Kông hôm 1 tháng 2 và trở thành con tàu không được chào đón. Việc biết rõ khi nào công dân Mỹ bị nhiễm virus corona trên tàu Westerdam và lây nhiễm từ ai là chìa khóa để xác định nguy cơ những người khác cũng bị nhiễm virus này. Tôi chưa có đủ thông tin về bệnh nhân để biết liệu có khả năng họ đã bị nhiễm trước khi lên tàu và có thời gian ủ bệnh kéo dài hay không. Có khả năng họ đã bị nhiễm virus trên tàu, điều này cho thấy ít nhất sẽ có một trường hợp khác trên tàu bị nhiễm. Chẳng hạn người đã lây nhiễm cho họ, Ben Colling, giáo sư về bệnh dịch tại Đại học Hồng Kông cho biết. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này chưa có đủ bằng chứng để xác định người phụ nữ trên tàu Westerdam bị nhiễm khi nào hay ở đâu. Người phụ nữ này được tự do rời khỏi Campuchia sau khi điền vào phiếu câu hỏi về sức khỏe và trải qua quá trình kiểm tra thân nhiệt. Sau khi bà cùng với 144 hành khách trên tàu Westerdam đặt chân tới Malaysia để quá cảnh sang một chuyến bay khác, người phụ nữ này bị sốt, ho và thấy khó thở. Người chồng 85 tuổi của bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona cùng với 6 hành khách khác. Tất cả đều bị cách ly. Biện pháp cách ly nghiêm ngặt được áp dụng với du thuyền Diamond Princess cũng không làm giảm số ca nhiễm virus trong khi con tàu vẫn đang được giữ tại Nhật Bản. 355 người được xác nhận nhiễm virus trên tàu, trong khi cả Nhật Bản, đất nước với 125 triệu dân, mới chỉ có 59 ca nhiễm. Các hành khách là công dân Mỹ sẽ bị cách ly thêm 14 ngày sau khi được sơ tán. Những hành khách trên tàu Diamond Princess có triệu chứng nhiễm bệnh sẽ phải ở lại Nhật Bản cách ly tiếp. Còn bất kỳ ai chưa lên máy bay về nước thì ít nhất cũng phải đợi đến ngày 4 tháng 3 mới được rời đi. Trong khi đó, hơn 600 người Mỹ trên du thuyền Westerdam đang trên đường về nhà. Đây cũng là nhóm đông nhất xếp theo quốc tịch, khoảng 233 hành khách và 747 thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu Sihanouk View ở Campuchia. Ông Vi Barao, 81 tuổi và cháu trai 20 tuổi vẫn đang chờ thông tin về việc khi nào họ có thể rời tàu Westerdam. Thuyền trưởng chiều ngày 16 tháng 2 thông báo rằng các hành khách còn lại trên tàu có thể sẽ phải chờ tiếp vì chính quyền Campuchia có kế hoạch kiểm tra sức khỏe bổ sung. Ông Rao và các hành khách còn lại trên tàu Westerdam đang bàn tán về việc các hành khách được sơ tán khỏi tàu Diamond Princess. Họ hy vọng chính phủ của họ cũng sẽ có kế hoạch sơ tán tương tự với những người còn đang ở Campuchia. Ông Rao, bác sĩ phẫu thuật đã nghỉ hưu và cháu trai dự định sẽ tự cách ly tình nguyện tại nhà 14 ngày sau khi về nước. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho hàng xóm, gia đình và bạn bè của tôi. Có lẽ mọi người trên tàu nên cách ly. Đó là cách an toàn duy nhất để ngăn dịch không bùng phát ở quê nhà, ông Rao cho biết. Cũng khi đó, Bộ Y tế Campuchia bác tin nói rằng ông Hun Sen bị nhiễm virus corona. Báo Khmer Times ngày 17 tháng 2 dẫn lời Bộ Y tế Campuchia bác bỏ thông tin nói rằng Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona chủng mới, loại virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước đó, mạng xã hội Campuchia dậy sóng khi một tài khoản Facebook tên Ninh Sokhun đưa tin khẳng định Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona. Cụ thể, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tại Campuchia, tài khoản Ninh Sokhun nói ông Hun Sen nhiễm virus sau khi ra đón tàu MS Westerdam. Trên tàu này có một du khách người Mỹ 83 tuổi đã đến Malaysia sau khi tham gia đoàn du khách cập cảng Sihanouk View của Campuchia.
Phía Malaysia xét nghiệm và nói du khách này hai lần dương tính với virus corona, trong khi Campuchia vẫn khẳng định không có một ai trên tàu Vesterdam nhiễm bệnh. Trên Facebook cá nhân, Neng Sok Khun tung tin ông Hun Sen nhiễm virus vì đã chào người phụ nữ trên, gây hoang mang dư luận, còn nói rằng là tin từ một quan chức Đảng Nhân dân Campuchia CPP, tức đảng cầm quyền của ông Hun Sen. Tuy nhiên, như đã nói, Bộ Y tế Campuchia bác bỏ tin này. Ngày 17 tháng 2, Khmer Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Vendin khẳng định đây là tin giả. Chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát có hành động pháp lý đối với cá nhân này. Trong khi đó, các quan chức của Y tế Campuchia ngày 17 tháng 2 cũng tiến hành kiểm tra lại các mẫu xét nghiệm của 223 hành khách còn lại trên tàu Vesterdam, nhằm bảo đảm họ không dính virus corona và có thể bay về nhà, theo một quan chức Sihanouk View. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một nguồn tin tại Campuchia cho hay tài khoản Ninh Sok Khun thường xuyên đăng tải các nội dung chống chính quyền của ông Hun Sen, đồng thời ủng hộ chính trị gia đối lập Sam Rensi. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Hun Sen bảo vệ quyết định đón tàu Vesterdam, đồng thời khẳng định căn bệnh thực sự của chúng ta đang đối mặt hiện nay là bệnh sợ hãi. Trong bài đăng mới nhất trên Facebook chiều ngày 17 tháng 2, tài khoản của ông Hun Sen viết rằng tàu Vesterdam với hơn 2.200 hành khách đã bị các nước từ chối cho cập cảng và hành động của Campuchia là một cử nhân văn tôn trọng, một cử nhân là một cử chỉ nhân văn và tôn trọng và không có một sự phân biệt đối xử nào. Họa vô đơn chí, câu này đang ứng vào Trung Cộng. Từ họa COVID-19 đến họa H5N1 đang hoạt động và những trận động đất, tàu cộng sẽ khó tồn tại khi cả ba đại dịch này cùng xảy đến, và khi tàu cộng tàn lụi thì Việt cộng cũng không thể nào thọ hơn được một giây đồng hồ. Gần 5 năm trước, tàu cộng đã cho lắp đặt phòng thí nghiệm đầu tiên tối tân nhất thuộc Viện Vi trùng học Vũ Hán, gồm 7 phòng thí nghiệm sinh học mức độ P4, mức an toàn sinh học cao nhất, với mục tiêu nghiên cứu những chủng virus nguy hiểm nhất thế giới, bao gồm virus gây bệnh Ebola và SARS. Theo bài viết trên tạp chí khoa học nổi tiếng Nature, thì virus SARS không ít lần sống chuồng khỏi các phòng thí nghiệm này, và cũng chính Bill Gates, sau khi biết Vũ Hán đã đưa các phòng thí nghiệm sinh học vào hoạt động chính thức hồi 2017, đã cảnh báo rằng có thể sẽ có hơn 30 triệu người Trung Hoa chết trong 6 tháng đầu tiên nếu dịch bệnh xảy ra. Cuối năm 2019, dịch corona đã bùng nổ, cướp đi đến hơn 1.800 mạng người, chủ yếu ở Hồ Bắc, nơi xuất hiện lần đầu tiên, và tổng số người nhiễm dịch đã lên gần 90.000 người. Về phía nhà cầm quyền, tàu cộng lúc nào cũng đổ cho chợ hải sản Hoa Nam nằm cách Viện Vi trùng học chừng khoảng 32 km, đã mang COVID-19 đến. Điều đặt nghi vấn là tại sao nhà cầm quyền tàu cộng đang chật vật với việc dập dịch, mà phía Hoa Kỳ từ hơn một tháng nay đã đề nghị gửi chuyên gia đến giúp đỡ thì lại bị Bắc Kinh từ chối. Cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO và cũng đã đưa ra các đề nghị tương tự vào khoảng 2 tuần trước và chỉ nhận được những lời hứa hẹn, sắp xếp, thỏa thuận. Để giải thích cho sự từ chối của tàu cộng trước đây thì chỉ có hai giả thuyết. Đó, một là tàu cộng muốn chứng tỏ với thế giới rằng tự mình có thể bảo đảm dập được dịch. Hai là tàu cộng đang cần thời gian để xóa sạch dấu vết những âm mưu dùng vũ khí sinh học hầu khống chế toàn cầu. Thuyết âm mưu có vẻ phù hợp với bản chất hung hăng bành trướng của nhà cầm quyền tàu cộng hơn, vì đến hôm 4 tháng 2 năm 2020, tàu cộng mới chịu đồng ý cho phép các chuyên gia y tế Mỹ cùng với WHO đến nước này để hỗ trợ cuộc chiến với COVID-19. Sau khi đã hỏa táng và các phòng lab tại Vũ Hán chăng? Nhưng tàu cộng lại không quên đưa ra phát ngôn nhân cảnh sảng ra tuyên bố ngấm ngầm răn đe. Washington muốn cử chuyên gia đến thì những người này phải chịu sự quản lý chung của Trung Quốc. Đúng là một sự có tật giật mình, phải có gì có tất mới tỏ thái độ hoảng hốt như vậy. Để trấn an lòng dân, tàu cộng lại đưa một số chuyên gia y tế tàu cộng ra tuyên truyền đợt bùng phát virus corona gây dịch COVID-19 thế nào cũng kết thúc vào mùa hè khi Bắc bán cầu nóng lên. Song các chuyên gia Anh lại bác bỏ tuyên bố của tàu cộng chưa hẳn đã đúng, tất cả chỉ là những sự khái quát hóa thiếu cơ sở. Theo tạp chí New Scientist,
dẫn lời của chuyên gia Chuck Ray Lang tại Đại học Oxford, Anh. Tàu cộng bưng bít kiểu gì thì thế giới cũng biết thừa là tàu cộng đã không công bố thành thật hết con số tử vong từ trận dịch. Thậm chí giám đốc của WHO Tedros đã tuyên bố số ca nhiễm của tàu cộng đưa ra có thể chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Con số 1.800 ca chết thực ra chỉ là chưa tới 1% con số người chết thật ở Trung Quốc. Đồng thời, ông còn cảnh báo thêm các nước phải rút kinh nghiệm từ sự phong tỏa ở Trung Quốc đối với nước họ để chuẩn bị cho sự bùng phát có thể xảy ra ở nước mình. Liệu Việt Nam, nước đàn em sát nách bên tàu cộng có đang đứng trước tảng băng trôi hay không? Tảng băng trôi chính là ca nhiễm chưa bị phát hiện từ tàu cộng đang thoải mái trôi ồ ạt sang Việt Nam và được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho mở cửa khẩu, đón nhận với tinh thần vô cùng thấm đẫm tình đồng chí. Thực tế khả năng COVID-19 vào Việt Nam theo đường du lịch là rất lớn. Nhiều nghiên cứu khoa học công bố đã phát hiện không ít bệnh nhân đã nhiễm virus mà không có triệu chứng sốt. Do đó, việc chỉ thực hiện đo thân nhiệt du khách tại các điểm vận chuyển hành khách như cửa khẩu, phi trường vẫn chưa đủ để sàng lọc hết COVID-19. Đóng cửa biên giới là một biện pháp ngăn chặn hữu hiệu nhất nếu không thực hiện ngăn chặn từ đầu. Để cho dịch tràn vào nước ta thì chính Đảng Cộng sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước toàn dân. Hôm 1 tháng 2 năm 2020, tàu cộng lại thông báo cúm gia cầm H5N1 và bắt đầu hoành hành tại tỉnh Hồ Nam, tức là gần với tâm dịch viêm phổi do virus COVID-19 gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây nhiễm sang người thấp, nhưng khi đã lây, có thể gây tử vong ở người tới tỷ lệ lên tới 60%. Cũng gần cần nhắc lại, từ năm 2018, tàu cộng đã phải vật lộn với dịch tả heo châu Phi, khiến nước này rơi vào cơn sốt thịt heo, đẩy giá tiêu dùng lên mức cao nhất trong 8 năm qua. Dịch dồn dịch khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của tàu cộng giảm tới 2% trong quý này. Theo CNN, điều này tương đương với sự suy giảm 62 tỷ đô la, chưa kể khoản chi phí mà tàu cộng phải bỏ ra đến nay là 12,6 tỷ đô la cho thiết bị y tế và điều trị các loại dịch. Theo báo China Daily, sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một trận động đất lên đến 5,1 độ Richter. Trận động đất ngay sát trung tâm thành phố nên đã khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở đây rung lắc dữ dội. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam của tàu cộng, là nơi đã nhiều lần phải hứng chịu những trận động đất thảm khốc nhất, và phải kể đến trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 với cường độ 7,8 độ Richter làm hơn 250 người thiệt mạng. Nói đến động đất là người ta liên tưởng ngay đến nguy cơ tiềm tàng vỡ đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc của tàu cộng, được xây dựng ngay trên các đường đứt gãy địa chấn nơi thạch quyển đã nứt, và đến khi các điều kiện tại chỗ chín muồi, một con đập thủy điện khổng lồ như đập Tam Hiệp sẽ không thể không bị bể nếu như động đất xảy ra. Dẫn tới con đập này sẽ là một mảng nước khổng lồ vùi chôn người 2/3 dân số của tàu trong làn nước khổng lồ này. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu đập Tam Hiệp vỡ thì chỉ mất 5 đến 10 phút toàn bộ dân cư hàng trăm triệu người, kể cả các thành phố lớn sẽ bị cuốn ra Biển Đông. 1/3 diện tích của tàu cộng bao gồm các thành phố Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Chắc chắn tàu cộng sẽ khó tồn tại khi cả ba đại dịch này cùng xảy đến. Và khi tàu cộng tàn lụi thì Việt Cộng cũng không thể nào thọ hơn một giây đồng hồ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.